3. Easy. Nothing escapes my... My turn to shine. No doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình nha. Mình là Rick Vion đây các bạn ơi. Đó thì Rick Vion ngày hôm nay sẽ chơi vị tướng đó là La De Vi mọi người nhá. La Vi nước lọc. Mới vào thì bạn John bạn đã nhắn tin là trang phục đẹp thế. Ok bạn ơi. Đó, cái nick này là cái nick mình mượn thôi. Đó, mình mượn của một người bạn của mình. Đó, bạn ấy thì cũng khá là nhiều trang phục và khá là nhiều những cái skin hữu hạn nó đẹp mọi người nhá. Đó, ok. Thì mới ban đầu vào thì mình vẫn chỉ là rỉa máu cũng như là farm lính thôi mọi người nhá. Mọi người cầm con AD này thì mọi người lưu ý cho mình ấy là đầu game mọi người hãy farm thật là nhiều. Đó, ao vàng được AD team bạn thì mọi người mới có cái tiền đề để mà mọi người chơi được nhá mọi người nhá. Đó, ok. Thì ở đây kết thúc được cái mạng của Toro này, rất là thơm. Lấy được cái mạng Toro thì cũng xanh sao đi phần nào rồi này. Ok này. John thì mới đầu game sẽ không ăn được mình đâu các bạn nhá. Đó, mình bật cái chiêu 2 lên thì đam của John hoàn toàn là không có luôn. Đó, như mũi đốt inox vậy thôi. Trong những cái clip trước thì các bạn bảo mình là hãy đổi cái vị tướng và làm sen kẽ để tránh cái việc đó là khi mà mình chơi Richter nhiều quá, các bạn xem ấy thì các bạn sẽ rất dễ dẫn đến việc đó là nhàm chán mọi người nhá. Đó thì ok, chiều lòng theo các bạn thì mình hôm nay sẽ chơi cái vị tướng La De Vi và cái trang phục rất là đẹp cũng như là rất là đắt giá này. Đó, trang phục này thì mất tầm khoảng hơn 1 triệu các bạn nhá. Đó, hơn 1 triệu là các bạn đã sở hữu được cái trang phục Dreamer của đó là vị tướng La Vi nước lọc của chúng ta rồi. Ok, ở đây thì mình sẽ vẫn tiếp tục là farm thôi nhá mọi người nhá. Đó, mọi người đầu game thì chỉ farm mà farm thôi. AD nếu mọi người muốn gánh team tốt ấy thì mọi người đừng lên là giao tranh đầu game này quá là nhiều. Và mọi người cảm thấy những cái tình huống nào mà nó bị ép và mình không thể ăn lại được thì tốt nhất là mọi người nên né mọi người nhá. Đó, cứ farm đi, các bạn farm rồi các bạn sẽ gánh team thôi. Đó, AD thì cái vị tướng này chơi rất là dễ. Đó, các bạn chỉ cần kích hoạt cái nội tại từ cái đòn đánh thường khi mà dấu kiếm ấy ở cái phần thanh máu của các bạn ấy, ở cái phần hiển thị cấp độ của các bạn ấy, cái dấu kiếm nó hiện lên 3 dấu thì các bạn có thể kích hoạt được cái chiêu 2 nhá. Cái chiêu 2 lúc đấy thì nó sẽ rất là mạnh luôn. Còn nếu không các bạn đánh thường thì nó sẽ là bắn ra những cái tia ấy, nó bắn ra những cái tia rất là nhiều cũng như là nó rất là nhanh. Đó, các bạn lưu ý cho mình cái điều này. Nhiều bạn chơi La Vi mới chơi thì các bạn thường mắc cái lỗi đó là các bạn bấm ngay chiêu 2 và các bạn sử dụng ngay thì nó hoàn toàn là sai lầm các bạn nhé. Nó cũng như là nó hụt đam rất là nhiều. Thay vì đó các bạn hãy sử dụng cho mình nó là cái đòn đánh thường trước đã. Khi nào mà các bạn kích hoạt được cái nội tại của La Vi lên rồi, cái nội tại có 3 cái thanh kiếm ở phần đó là cái phần cấp độ đấy, thì mọi người sau đó mọi người hãng sử dụng cái chiêu 1 đó và kết hợp thêm cái chiêu 2 để mọi người gia tăng tốc chạy cũng như là khả năng miễn nhiễu từ cái chiêu 2 mọi người nhá. Đó thì chơi cái con La Vi này nó mới là hiệu quả. Ok, thì mình chơi La Vi cũng như là những cái vị tướng AD khác thì nó cũng bình thường đấy mọi người ạ. Nó cũng tạm tạm thôi. Nên là mọi người thấy những cái pha là mình xử lý nó còn thiếu cái khả năng đột biến cũng như là cái kỹ năng mình nó còn hạn hẹp thì mọi người bỏ qua cho mình nha mọi người nhá. Đó, tại vì cũng là chơi Richter nhiều quá rồi, thành ra là nó quen mọi người ạ. Chưa đổi sang chơi những cái vị tướng AD này mình cảm giác nó khá là tù đó. Thế nhưng mà với yêu cầu của mọi người và mọi người yêu quý mình thì mình sẽ làm thêm những cái vị tướng khác để cho mọi người xem. Đó, ok. Hiện tại mình đang quay cái clip này là nó rơi về tầm khoảng 1 rưỡi đến 2 giờ sáng rồi mọi người ơi. Đó, thì cũng không có cái thời gian nó nhiều, thành ra là cứ tranh thủ làm clip cho các bạn.
đi làm được nghỉ cái lúc nào là mình sẽ tranh thủ mình làm clip cho các bạn lúc đó, thì nó cũng rất là buồn ngủ và thiếu ngủ đó. Đó, mình cũng khá là thiếu ngủ dạo gần đây nữa, nhưng mà biết sao được mọi người ơi, mọi người yêu quý mình cũng như là đã giúp mình đạt hơn được 1.000 subscribe rồi, và tiến thêm nữa là mình sẽ hướng đến 2.000-3.000 subscribe mọi người nhé. Đó, vì mọi người yêu quý mình, do đó mình sẽ tích cực làm clip hơn và ra clip đều hơn cho mọi người. Đó, chứ còn thực ra nếu cái tầm giờ này thì mình rất là buồn ngủ và rất là mệt rồi, ai cũng vậy thôi. Đó, ai thì đến tầm này cũng phải ngủ, cũng phải nghỉ ngơi để dưỡng sức, lấy lại một cái sức khỏe nó ổn định để có một ngày mới, ngày mai nó hoàn thành công việc nó tốt hơn. Thế nhưng mà với cái sự tâm huyết và cái lòng yêu quý của các bạn dành cho mình, thì mình sẽ chơi thẳng cái vị tướng do này nha mọi người nha. Đó, mình sẽ chơi thẳng vị tướng do này này. Đó, mình sẽ chơi thẳng nha. Ok, để nói phép thế thôi chứ không dám băng trụ đâu mọi người ạ. Bây giờ mà gây đam vào do một cái là trụ nó sẽ bắn mình ngay. Ok, thì mới đầu thì mình vẫn chỉ có là farm mọi người nhá. Và tranh thủ cái đường lính nó chưa lên thì mình hãy farm con quái này. Các bạn nhìn lính ở đường mình nó đi ấy, thì đường team bạn nó cũng đi. Đó, các bạn căn cái đường lính như vậy thì các bạn sẽ tránh bị mất cái đường lính. Đó, khi mà các bạn mất đường lính thì cái lượng vàng của các bạn nó rất là thọt đấy. Nên các bạn lưu ý nhá. Đó, nhìn cái đường lính của mình đi thì đường lính của team bạn chắc chắn cũng sẽ đi đến đấy để mình căn, và mình sẽ ra và ăn lính cho kịp thời mọi người ơi. Đó, ở đây thì mình sẽ bắn thử vào vị trí đó Lavi mọi người nhá. Đó, bắn thử vào bắn thử vào Bright xem có dính không. Không dính mọi người ạ. Thôi, pha này thì Toro đã tìm được vào vị trí của mình và dùng đó là ulti. Thế nhưng mình có cái chiêu 2 nó lại out hoàn toàn cái ulti của đó là Toro mọi người nhá. Mình lùi nhẹ pha đó là mình chưa nhìn thấy vị tướng đó là Tu Blend đâu. Nếu mà nhìn thấy tủ lạnh thì mình sẽ lao lên pha đó, nhưng mình cũng chưa nhìn thấy Tu Blend. Cứ nghĩ là bạn ấy sẽ xuống ganh cùng Toro, và Toro lên khá là cao nên là mình cũng không dám. Đó, hơi rén trong pha đó. Pha này Toro phải làm lại này. Mọi người có thể thấy cái nội tại của Lavi bắn rất là khó chịu đúng không? Cái lượng đam không đến ngay mà cái lượng đam nó cứ giải. Thành ra là bạn Toro phải nằm lại rồi. Tiếp tục là do mọi người nhá. Đó, khi mà các bạn đã có cái nội tại cộng với cái chiêu 2 thì cái lượng đam của bạn nó dồn rất là nhanh luôn. Đó, pha này thì tốc biến thôi. Tốc biến cả bạn tủ lạnh, bạn hồi lại cái ulti thì mình sẽ nằm lại thôi. Ok, thế là bắn bạn Iggy nhá. À, Iggy nhá. Đó, ông già Iggy này. Rồi, như vậy là dính ông già Iggy rồi. Đó, thì bạn mid của team mình pha đó thì cũng khá là chậm, bạn ấy không ngỡ là mình bắn trúng. Nên là các bạn lưu ý nha. Các bạn khi mà team có Lavi thì các bạn cứ để ý cái đạn thuần quang của Lavi đó. May nhỡ đâu hên trúng thì lại lật kèo trận đấu đó mọi người ơi. Đó, và mở những cái pha giao tranh như vậy nó hết sức là ảo diệu và hết sức là bất ngờ luôn. Đó, team bạn cũng không thể đoán được những cái tình huống như vậy đâu. Đó, chỉ team mình mới nhìn được cái đạn thôi. Ok, team bạn vừa rồi thì tận dụng được một cái thời cơ và một cái lợi thế, thành ra là team bạn có khả năng ép đường và đẩy đường được team mình, cũng như là vị trí ở dưới Zuka kia kìa. Bạn nó hoàn toàn rất là khó chơi lại với Bright khi mà bạn ấy dồn sát thương ấy. Chưa Zuka một xíu này. Khi mà bạn ấy dồn sát thương vị tướng Bright và sau đó Bright bật ngay cái chiêu cuối lên thì rất là khó ăn mọi người nhá. Cộng thêm với việc đó là team bạn xuống hỗ trợ nữa thì vị tướng Zuka của mình khả năng sẽ phải nằm lại, chứ không thể nào mà ăn Bright ngay được, rất là khó. Ok, thì trên này mình sẽ tranh thủ cái thời gian mình sẽ farm cái lượng quái ở đây mọi người nhá. Đó, mọi người có thể ra farm ấy thì mọi người cứ farm nhiệt tình đi. Đó, hơi lag xíu mọi người thông cảm nhá. Đó, mình sẽ farm cái con red ở đây cũng như là farm hết cái phần rừng red nhà team bạn mọi người nhá. Đó, để gia tăng cái lượng vàng, gia tăng cái khoảng cách đồ và gia tăng cái khoảng cách kinh nghiệm nữa, để cho mình dễ gánh team hơn và có cái lượng đam ổn định hơn nha. Đó, ok, ở dưới thì Zuka mon men mãi mà chưa lấy được cái trụ top. Đó, khả năng cũng sẽ lấy được thôi. Và team mình pha này dồn lên với cái việc Alice là bạn đi sát mình và FP rất là chặt luôn. Và mình đã có cái cơ hội để lấy cái trụ này nha mọi người nhá. Đó, Toro ra là gì đây? Trụ vẫn sẽ mất thôi bạn ơi. Đó, Toro bây giờ thì chịu cái lượng đam của mình cũng rất là rén rồi. Đó, thôi kệ đi. Cái trụ đấy thì thằng nào mà chả mất. Pha này xem bắn trúng Turen không nhá. Rồi, căn đã dính vào vị trí Turen. Như vậy là Chrissy vào kết thúc cái mạng của Turen rất là thơm. Chrissy rất là cơ hội luôn nha mọi người nhá. Đó, bạn ấy một lần đã bị nhỡ cái đó là đạn thuần quang của mình, và lần thứ hai thì sẽ không lỡ nữa rồi. Đó, pha đầu tiên thì còn hơi là bỡ ngỡ. Đó, mới gặp đạn thần quang còn hơi là bỡ ngỡ. Pha thứ hai thì đã biết dồn vào và lấy đi cái mạng của tủ lạnh rồi. Pha này đây mình tốc tiến lên để tránh cái ulti của cái ông già Igit này, nhưng mà vẫn bị giật sát thương và nằm lại mọi người ạ. Đó, pha vừa rồi thì đó là Chrissy lại nếm được cái mạng của John rồi, rất là thơm luôn. Đi chơi cái vị tướng Lavi này, cái khả năng mà bạn lật kèo cũng rất là cao các bạn nhá. Đó, bạn cầm cái vị tướng Lavi này và bạn bắn dính cái chiêu cuối và một vị tướng chủ lực thôi ạ, và có team mình đứng ở đấy, thì sau đó cái vị tướng chủ lực đó sẽ bị bắt lại và nằm lại.
và team mình sẽ có cơ hội mà ăn cao su và đẩy đường và win trận đấu mọi người nhá. Đó, mình cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp như vậy rồi, thành ra là cái con Lavi này cũng rất là khó đoán luôn đó. Rồi con này do lại dính nha mọi người nhá, nó rất là thơm luôn. Mọi người có thể thấy là do liên tục cũng như là Tulen ăn cái đạn thuần quang của mình dính liên tục mọi người ạ. Đó, rất là may, rất là hơi cho mình. Có một cái mẹo bắn chưa cuối của Lavi là như thế này: các bạn đừng có bắn ngay khi mà các bạn chưa thấy sai team bạn đâu, cũng như là các bạn không thể bắn trong cái trường hợp đó là không có ai, không có team mình ở gần sát đối thủ mọi người nhá. Mọi người chỉ bắn trong trường hợp là mọi người đã thấy sai của team bạn, cũng như là chắc chắn trong cái bụi đó có người và có team mình, có người mình đứng cạnh đó thì mọi người hãy bắn mọi người nhá. Đó, chứ mọi người đừng bắn bừa, vì cái đạn thuần quang này bắn khi mà các bạn bắn hụt thì nó hồi rất là lâu và rất là phí mọi người nhá. Đó, do vậy là mọi người lưu ý cho mình, cũng như các bạn bắn cái đạn thuần quang này các bạn tránh khỏi những cái tình huống mà team bạn áp sát và muốn bắt được vị trí của mình. Rồi, Zoro pha này cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Team mình trận này thì liếm của AD khá là nhiều nha. Rồi, pha này đỡ cho Alice mà Alice lại tốc biến đi, thành ra là không đỡ được. Rồi, hết sức là ngáo ngơ luôn, tốc biến làm gì pha đó. Pha đó thì thậm chí là chỉ cần đứng gần thôi cũng sẽ không bị mất máu đâu, tại vì bạn ấy còn cái lượng máu khá là nhiều. Pha này đã bắn hụt ở vị trí đó là vị trí Bright rồi. Thời gian rảnh mà chưa có cái sự combat nào nó căng thẳng nó diễn ra ấy, thì mọi người tập trung, mọi người lưu ý cho mình là đi farm mọi người nhá. Cái đồ này thì khả năng mình lên sai mất rồi này. Mình lại lên cái kiếm Furnier đó, đánh theo phần trăm máu, sai quá mọi người ạ. Đáng nhẽ cái slot đấy để lên cái đồ bắn trúng giòn mọi người ơi. Đó, cái slot đấy đáng nhẽ để lên cái cung tà ma thì sẽ thích hợp hơn. Pha này tốc biến lên chơi Bright, thế nhưng Bright lại nằm xuống rồi. Và mình cũng không lấy được cái mạng của Ratoro luôn mọi người ơi. Zuka là thánh bú liếm rồi mọi người ạ. Đó. Thì mình có thể kết thúc được cái mạng đó là bạn mid team bạn nhá. Thế nhưng mà bạn mid team bạn lùi sâu quá, thành ra là mình bắn trụ luôn. Mình lấy luôn cái trụ mid này nha mọi người nhá. Đó, có cơ hội lấy trụ thì mọi người cứ lấy trụ đi, để win sớm trận đấu nó sẽ càng tốt. Đó, trận đấu nào mà càng win sớm thì các bạn lại có thời gian để chơi trận mới, và nó tránh mất cái thời gian của các bạn, cũng như là tránh để các bạn nhàm chán các bạn nhá. Đó, mình sẽ thử bắn trụ xem nào. Rồi thôi, không bắn được trụ đâu, vì cái vị tướng mid bên bạn ấy dọn cái đường lính cũng khá là tốt và khá là nhanh. Đó, cái đam diện rộng AOE khá là tốt. Ok, thì mình đang rỉa cái trụ đấy nhá. Pha này thì mọi người đừng có cố rỉa trụ, lui thôi. Pha này nên lui mọi người nhá. Đó, team bạn này dồn lên rất là đông rồi. Pha này mình lui sâu một tí, nếu có đánh nhau thì mình sẽ dồn lại phía sau. Đó, tránh cái việc Toro băng càn và sau đó là team bạn có Bright băng vào nhá. Pha này ở đây mình đang nhìn vị trí của John đứng khá là gần này, mình có thể bắt vào vị trí của John nhá. Đó, thế nhưng mà bị Bright cũng như là bạn mít team bạn ấy đã kết thúc được cái mạng của mình. Mình làm những cái clip như thế này thì nó cũng rất là dở mọi người ạ, tại vì mọi người biết đến mình nhiều là do Richter. Mình làm những cái clip như thế này thì sợ mọi người không xem, cũng như là cái lượng view nó không đạt ấy, thì mình cũng rất là ngại đó. Do vậy là mong các bạn ủng hộ mình rất là nhiều để mình tiếp tục ra những cái clip mà chơi những vị tướng khác ngoài Richter mọi người nhá. Đó, tránh cho mọi người nhàm chán khi mà mình chơi Richter nhiều quá. Đó, ở đây thì mình có thể bắn được hết vào những vị trí như là mid cũng như là SP team bạn này. Đã kết thúc được cái mạng của SP team bạn rồi. Pha này Zuka nhảy hơi bị ngáo mọi người nhá. Pha này thì bắn dính này, bắn dính thế nhưng mà Tracy lại không đủ đa mọi người ạ. Mình hiện tại bây giờ đã phải nằm xuống đến 3 người rồi. Còn vị trí Bright thôi, mình kết thúc nốt nha mọi người nhá. Đó, Bright thì cái đam rất là to luôn, đã kết thúc được cái mạng của mình rồi. Nhưng may sao khi mà mình nằm lại ấy, mình vẫn kết thúc được cái mạng của Bright nhá. Ở đây thì còn John cũng như là một cái vị tướng nữa của team bạn chưa nhìn rõ. Được. John thì có bạn Alice thủ khá là gắt. Đó, bạn chỉ cần quăng cái dòng chảy thời không ra cũng như là một cái chiêu choáng ấy thì ngốn máu của John rất là nhiều mọi người nhá. Đó, nên là cái vị tướng Alice này nó cực kỳ là nguy hiểm đối với những cái vị tướng AD mà nó chậm chạp kém cơ động như là John, cũng như là một số AD khác như là Van Halen mọi người nhá. Người cầm Alice thì chỉ cần nhìn thấy vị trí của AD và vòng sử dụng cái chiêu 2, sau đó là vòng bắt lại và sử dụng cái đó là vòng chảy thời không này, tiếp theo đó là cái chiêu choáng từ cái chiêu 1 đó, thì AD team bạn rất là ngốn máu luôn, và khả năng nếu mà còn tầm khoảng nửa máu ấy thì chắc chắn AD team bạn sẽ phải nằm xuống luôn. Đó, với Alice lên phép mọi người nhá, chứ với Alice lên tanh thì không có đâu. Ok, thế bây giờ thì chắc các bạn cũng lên phép hết rồi chứ chả ai lên tanh cả. Đó, vừa để phụ team cũng như là vừa để gây đam rất là tốt. Đó, Alice gì cái con bé này, nó là một con quỷ lùn mọi người nhá. Đó, chính xác là quỷ lùn, đam rất là ảo và đam rất là to luôn. Pha này mình thử bắn xem dính giòn không, thế nhưng mà thôi mọi người nhá, có nên bắn không ta? Thôi, chưa nhìn thấy sai thì không nên bắn lại. Bỏ đi. Rồi, ok. Vẫn tiếp tục farm thôi, gia tăng cái lượng vàng để mà gia tăng cái khả năng gánh team nha mọi người nhá. Đó, chơi AD thì mọi người cẩn thận một xíu. Cẩn thận một xíu là sẽ win chặt trận đấu. Đó, kể cả đối với là Richter thì các bạn chơi Richter thì như thế nào thì mình không biết. Chứ nếu mình chơi Richter ấy thì khả năng AD nằm lại cũng rất là cao. Thế nhưng mà với các bạn mà cầm AD chắc tay, các bạn di chuyển và các bạn check được cái map, nhìn được cái sai ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể biết được vị trí của Richter ở đâu và mình để tránh ra mọi người nhá. Đó, mình tránh ra. Khi mà ép giao tranh ấy thì bắt buộc Richter phải tham gia càn giao tranh và mình ở cái tuyến sau,
mình làm sao mình lựa chọn cái góc đẹp nhất và hợp lý nhất để mà mình gây đam. Đó thì cũng không ngại Richter đâu. Pha này Alice ở đây quăng chiêu khá là hay mọi người nhá. Bạn ấy đi vòng vào cái phần đó là cái con ca sơ và sau đó bạn quăng cái dòng chảy thời không, vừa là để chặn đường vị tướng mid team bạn cũng như là dừng team bạn. Đó rất là hay. Vừa kết thúc được cái mạng đó là của Tulen nha mọi người nhá. Đó rất là thơm luôn. Thế nhưng mà vẫn không sao mà là cứu được bạn kia cả. Đó. Thì mình là phải làm số đến 4 người còn mỗi Alice thủ trụ thôi. Alice thì đang muốn nó là solo kill ở vị trí đó là Toro mọi người ơi. Đó, quăng dòng chảy thời không mọi người thấy nguồn máu không? Nhưng mà thôi, hổ báo vừa thôi bạn ơi. Đó, hổ báo quá là phải nằm lại đó, mất bạn thì không có ai hỗ trợ team đâu. Pha này mình bắn check vào vị trí tà thần xem có ai ăn không nhá. Mình check sát vào cái bụi trên để xem có ai đứng kê trên cái bụi đấy không. Chứ không có ai mọi người ạ. Đó, đồ thì mình vừa bán cái đó là cái kiếm Vernier rồi. Cái kiếm đánh theo phần trăm máu và mình lên cái cung tà ma mọi người nhá. Đó, lên cái cung tà ma thì nó lợi thế hơn. Đó. Pha này thì chơi luôn Toro. Toro đi vòng vòng vèo này thì chắc chắn phải nằm lại rồi. Tốc biến chơi luôn mọi người nhá. Đó, tốc biến lấy cái mạng của Toro luôn. Toro thì bạn ấy hồi cái chiêu 2 cũng như là có cái lượng giáp từ cái chiêu khi mà bạn ấy gồng rất là kinh. Đó, nhưng mà với mình có cái diệt thần cung rồi thì cũng rất là dễ thôi. Drive pha này thì khá là ảo mọi người nhá. Đó, muốn kết thúc vào vị trí đó Alice của team mình, thế nhưng mà Alice của team mình còn cái chiêu 2 chạy rất là nhanh. Mình nghĩ là ở đây có người này. Rồi, như vậy là đúng là có người luôn mọi người ạ. Đó, không biết là vị trí do hay là Tulen đây. Vậy là cả hai bạn đã nhỏ mặt ra rồi. Muốn là KS thì cái con ca sơ này thì nhưng mà không được rồi. Mình đã lấy được cái con ca sơ cũng như là bạn Quy thấy hai vị tướng đó có cái ý định KS ca sơ thì bạn ấy lao lên và bắt luôn. Chứ mà phải nằm lại mọi người ạ. Đó. Thì trận đấu khả năng cũng sẽ kết thúc sớm ở đây thôi. Đó thì mọi người thấy clip hay, hữu ích thì mọi người đừng quên là cho mình một like, subscribe để kênh của mình sớm đạt cái mốc mới và phục vụ mọi người tốt hơn mọi người nhá. Đó. Đó, trận đấu này thì thực ra là một cái trận đấu mà cũng không thể hiện hết được những cái kỹ năng của Lavi đâu. Thôi pha này mình bị lag rồi mọi người ạ. Đó. Cái trận đấu này thì thực ra đi xuyên tường đó mọi người ơi, quá kêu giớm luôn. Bật cái hồi máu lên xem nào có chơi được không. Không chơi được mọi người ạ. Đó. Thôi, combat này thì cũng là một cái pha combat kết thúc cái trận đấu mọi người nhá. Pha combat cuối cùng này, team bạn đẩy khá là cao. Đó, lỗi này là lỗi của team bạn chắc chắn rồi. Toro lên khá là cao để chịu đam này. Rồi, như vậy là có cái việc đó là bạn Tulen lao vào nữa, do vậy mình sẽ bắt luôn được cái Tulen mọi người nhá. Tulen không chạy được đâu. Đó, mọi người có thể thấy cái lượng đam mình rất là kinh khủng không? Mình sẽ núp vào bụi để tránh cái lượng đam của Brian nhá. Pha này mình bật chiêu 2 và tốc biến đi, chơi luôn bị tướng John nhá. John tìm chỗ bắn khá là đẹp, thế nhưng mà không chạy kịp được bạn ơi. Ok này, rồi ăn một cái tráng và Alice cũng như là một cái chiêu mục của mình thì sao mà sống được. Vậy là trận đấu đã kết thúc ở đây rồi mọi người nhá. Trận đấu này thì mình chơi ông hoàng Lavi, ông hoàng nước suối. Đó. Mọi người thấy trận đấu nó tạm tạm được thì mọi người cũng đừng quên cho mình một like, subscribe đăng ký kênh để kênh của mình càng ngày càng phát triển phục vụ mọi người tốt hơn nha mọi người nhá. Đó, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha.